Ở đây em kéo riêng hẳn ra nhá, một mình nó một khoảng trời luôn nhá. Nó không lẫn lộn vào các cây khác để cho anh nhìn cho dễ đấy nhá. Cái gốc của nó thì như này ạ. Cái đường kính của nó thì chắc tầm được 3 cm. Dễ, đẹp như này. Quả của nó đây ạ, dạng quả dài nhá anh nhá. Quả rất là nhiều quả luôn. Đấy. Quả to, quả nhỏ. Và đặc biệt nữa là cây rất nhiều hoa. Hoa nó cứ từng chùm như này, rất sai và rất đẹp. Chiều cao của cây ạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cây cao khoảng tầm 1m4 nha anh nha. Quả nhiều và các thế hệ quả luôn ạ. Từ những cái quả to như này đến những cái quả nhỡ nhỡ rồi quả bé như kia. Và hai nữa là phần trên ngọn này là rất là nhiều các cái quả con. Đấy, em đi cả tứ phía bốn bề cho anh xem. Nói chung là cây đấy rất là đẹp. Hàng này vừa quả mà vừa cái này nó có cái dáng bonsai đẹp anh ạ. Đấy. Anh Ngưng thì để em chuyển chính xác cái cây này. Em quay cho anh thêm một cây nữa. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây chanh vàng Mỹ á, loại quả dài mà hàng cây rất đẹp như này thì vui lòng alo nhá. 0977973535 bạn ơi. Cảm ơn bạn nhiều ạ.